giải nhất của hội diễn Stico 13 tháng 9 năm nay. Và chúng ta chúc mừng SPL. Chương trình văn nghệ lớn nhất của SPL Hoàng Gia. Anh em lo từ đầu nuôi cái việc diễn kịch, sau đó là xong một cái thì mọi người muốn nó lại giảm. Đấy là đức vua, người bừng sáng lên. Okay. Đấy là đức vua Saria, đức vua của mọi đức vua. Xong cái chương trình. Theo quy định của công ty em thì chỉ có cúi chào thôi ạ. Không quỳ. Không quỳ. Không biết công ty có kèm đâu nữa. Hội diễn quay trở lại sau một thời gian vắng bóng 2 năm dịch vừa rồi chưa tổ chức. Thế nên là năm nay là một năm bùng nổ trở lại của chương trình. Thế nên là mình rất là cảm thấy là mong chờ. Tuy là mình không quen với các cái mức nhảy và nó cũng có tiết tấu khá là nhanh như năm nay. Tuy nhiên thì các thầy cô thì chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Ngoài ra thì có các anh chị trong đội nhảy không phải là tham gia năm đầu tiên nữa mà các anh chị cũng đã tham gia từ các năm trước rồi. Các anh chị hướng dẫn mình rất là nhiệt tình và mọi người thì rất là cởi mở. Đi tập thì nói chung là vui. Mình cảm thấy rất vui rồi. Rất là mong chờ đến cái ngày 13 tháng 9. Người đã dành cái thời gian sau giờ làm việc không ngại là phải thu xếp những cái công việc khác. Có mặt ở đây thì chị cảm thấy rất là cảm kích. Cả những chị cảm thấy cảm kích vì mọi người đã cố gắng như vậy. Sau một thời gian không được tham dự những cái sự kiện offline thì chắc là mọi người rất là hào hứng, rất là phấn khởi với cái tinh thần hội diễn hội thao năm nay. Anh thì anh mong muốn là các bạn thì với cái tinh thần tập luyện rất là cuối tuần ấy, mà tập luyện với tinh thần rất là tươi tỉnh và thần thái rất là rạng rỡ. Lâu rồi không nhìn thấy cái không khí này, cho nên là khi nhìn thấy không khí này thì cháu cảm giác gì ngoài việc tuyệt vời. Chị rất là tinh thần của SPL trước giờ vẫn thế, mọi người đã thi đấu và đã tập luyện thì luôn luôn hết mình, cực kỳ kỷ luật và rất là cháy. Đội con trai thì sẽ tính là khoảnh khắc giải vàng hội diễn Stico 13 tháng 9 FPT Telecom.